Chào mừng anh chị em, bà con, cô bác đã quay trở lại. Mình là Sumeo. Và lâu lắm rồi mới có cơ hội trên tay một cái bộ máy tính như này để chia sẻ với mọi người. Mà thực ra cái tâm điểm của cái video này không phải là về cả cái bộ máy, mà là về cái trái tim của bộ máy, đó là chính là cái CPU. Thì đây là CPU AMD A8-9600. Thì nó có cái gì hay? Và với cái mức giá 1.700.000 các bạn có những cái gì? Thì thực sự là trước khi bắt đầu video mình cũng thấy khá là bất ngờ khi mà AMD họ làm được điều này. Tức là tạo ra một cái CPU 4 lõi 4 luồng, tức là quad core, tương đương với cả Core i5 đó, nhưng mà giá chỉ cứ 1.750.000, tầm đấy, mình không chính xác lắm. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cắm điện vào và test thử xem hiệu năng của nó như thế nào. Bởi vì theo như AMD thì cái chip AMD A8-9600 này nó có tích hợp sẵn iGPU với 6 lõi đồ họa, tương đương với chip dòng R7 của AMD bây giờ. Và chưa kể là cái CPU 4 lõi 4 luồng nữa, khá là ngon. Thì chúng ta sẽ cùng nhau thử xem hiệu năng như thế nào. Và mình cũng sẽ thử so sánh nó với cả một các đồ họa là GT1030, một các đồ họa giá rẻ của Nvidia. Thì các game mình sẽ test trong video nó sẽ như kiểu là CSGO, League of Legends với cả Dota 2. Mình sẽ thử với cả cái CPU này, không cắm thêm cả đồ họa ngoài, tức là dùng cả onboard luôn. Và sau đó sẽ cắm cả GT1030 vào để xem hiệu năng nó khác nhau như thế nào. Và cái iGPU, tức là các đồ họa onboard của cái chip này, nó có ra gì hay không? Hãy cùng nhau thử nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau thử hiệu năng của Dota 2. Có thể nói là một dạng game online khá nặng vào thời điểm hiện tại, có cách chơi rất là phức tạp và đồ họa rất là đẹp. Ở độ phân giải 1080, tất cả cái đặt ở mức thấp là low, chúng ta đã được 33-40 FPS. Thì đây là mức FPS chấp nhận được để chơi một cách bình thường. Dù sao thì tuy các đồ họa onboard, tức là APU không khỏe, nhưng mà CPU không phải tầm thường khi có đến 4 lõi 4 luồng và xung nhịp khá cao. Vì thế chắc chắn sẽ không gặp vấn đề giật lag nào cả. Một tựa game nữa cũng đến từ Valve, đó chính là CSGO. Ở thiết lập đồ họa low, độ phân giải 1080p, mình đã được trung bình từ 55-60 FPS. Cảm giác chơi không hề tệ chút nào, tuy không siêng mượt mà và không hoành tráng lắm, nhưng mà màn hình 60Hz thì 60 FPS trung bình là mức ok để chơi. Nhưng mà đương nhiên, đối với các game thủ chuyên nghiệp sử dụng game CSGO để thi đấu thì đương nhiên là không nên dùng các đồ họa onboard để chơi game này. Nhưng LOL lại là một câu chuyện khác vì game này khá nhẹ. Ở độ phân giải Full HD và tất cả cái đặt cao nhất, mình đạt được trung bình khoảng 60 FPS, chơi rất thoải mái và mượt mà. Vì vậy sẽ không ngoa khi nói rằng đây là một cái máy tính có giá 5 triệu đồng có thể chơi mượt mà game LOL. Và sau khi cắm gạc đồ họa Nvidia GT1030 2GB vào thì câu chuyện lại khác hẳn. Ở LOL độ phân giải 1080 max cấu hình như mình thử nghiệm ở lần đầu tiên thì chúng ta đã được 90 FPS, tức là tăng 50% so với việc sử dụng APU của chip AMD A8-9600. Ở game CSGO độ phân giải Full HD, cài đặt cao nhất chúng ta đã được 100 FPS. Và ở Dota 2 1080, tất cả cài đặt thấp hết thì đạt được 61 FPS. Như vậy sau khi gắn cả GT1030 vào thì FPS tăng lên khoảng tầm từ 50-70%. Thì đó sẽ là một cái ngưỡng để các bạn có thể mường tượng được hiệu năng của cái các đồ họa onboard trên chip A8-9600 này nó như thế nào. Và đương nhiên nói đi cũng phải nói lại, khi mà cắm cái cạc GT1030 này vào thì chúng ta có thể thấy rằng là riêng cái cạc này nó hơn 2 triệu, đã đắt hơn hẳn cái CPU rồi, chỉ có 1 triệu 7 thôi. Mà các đồ họa onboard đã khá là ngon, có thể chơi được game online một cách ok như vậy. Và vừa rồi là khoảng thời gian chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm game và test thử hiệu năng của cái CPU AMD A8-9600 này, cũng như là cạc GT1030. Thì nói như thế nào nhỉ? Với cái mức giá là 1 triệu 7 như vậy mà chúng ta có chip 4 lõi 4 luồng, xử lý rất là tốt, mình không thấy giật lag gì cả, mà lại có cả các đồ họa tích hợp dòng R7 khá là ngon. 1 triệu 7, thậm chí nó còn rẻ hơn cả cái cạc GT1030 mà chúng ta vừa có CPU xử lý 4 lõi 4 luồng, lại vừa có cả GPU luôn. Thì mình thấy đây là kèo rất là thơm. Thì chơi game ấy, đương nhiên cái khả năng xử lý đồ họa nó không thể bằng một các đồ họa rời được, với cả bộ tản nhiệt, bo mạch rồi GPU các thứ. Nhưng mà để mà chơi game online thì mình nghĩ là các game như nổi tiếng nhất bây giờ chính là LOL, Dota và CSGO thì đều chơi được rồi. Và ở mức thiết lập đồ họa thì các bạn giảm độ phân giải hoặc giảm cấu hình đi thì đều có thể chơi khá là ok, không bị giật lag và đứng hình. Cái đấy là cái quan trọng nhất. Và chúng ta đã có một cái chip xử lý ngon như vậy mà có thêm GPU giá 1 triệu 7 thì nghĩ đây là một cái kèo cực kỳ thơm dành cho anh em muốn tìm hiểu thêm về cái chip này. Nếu các bạn muốn mình test thêm những kiểu về hiệu năng xử lý render video, ảnh ọt các thể loại thì hãy comment bên dưới cho mình biết, thì mình sẽ dành thời gian để làm thêm một video nữa. Còn hôm nay thì kiểm tra hiệu năng đến đây thôi. Hy vọng anh em cảm thấy video này thú vị và hữu ích. Nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.